Giải pháp giảm mụn trong 4 giờ, Rapid Relief Acne Spot Treatment. Nốt mụn sẽ nhỏ đi, dịu đỏ, giảm viêm tức thì. Trả lại cho bạn một làn da sáng sạch hoàn hảo mà còn ngăn ngừa mụn về sau. Trúc xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình truyền hình thực tế Bác sĩ của mọi nhà được phát sóng vào lúc 9 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Những thay đổi của cơ thể, các tác động bên ngoài do khí hậu, môi trường và biến đổi cơ thể, rất nhiều bạn trẻ bắt đầu lo sợ với nỗi ám ảnh là một gương mặt đầy mụn. Ban đầu, chỉ từng đốm mụn nhỏ hình thành ở một góc của gương mặt. Mụn hình thành nhiều hơn và đáng sợ nhất chính là mụn bọc, mụn trứng cá. Không chỉ tạo ra các vết sưng đỏ mà mụn còn ảnh hưởng lớn đến tinh thần. Một gương mặt di chích mụn trở thành rào cản lớn cho tất cả mọi người, chứ không chỉ có những người trẻ. Sự mất tự tin trong giao tiếp, không dám tham dự các buổi tiệc, và quan trọng nhất là mất đi niềm tin vào một gương mặt đẹp. Để hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị mụn, cách chăm sóc da mặt bị mụn, làm sao để bảo vệ làn da sau khi điều trị không bị tái phát mụn, chương trình truyền hình thực tế Bác sĩ của mọi nhà với sự tham gia của các khách mời là chuyên gia, là bác sĩ sẽ cung cấp thêm thông tin cụ thể, chi tiết cho tất cả khán giả xem đài. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một sản phẩm đang gây sốt về việc điều trị mụn. Sản phẩm này đã đang được rất nhiều review của những người nổi tiếng, những hot girl, những người tiêu dùng trên tất cả các trang mạng xã hội. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời và xác thực hiệu quả về sản phẩm này nhé. Em xin chào chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị được không ạ? Xin chào các bạn, mình là Daisy Dung, giám đốc chuyên môn của hệ thống Murad Việt Nam. Rất là hân hạnh hôm nay được cùng chia sẻ với mọi người và mang đến những cái thông tin mới về cái công nghệ để có thể giúp mọi người càng ngày càng hoàn thiện hơn cái vẻ đẹp bên ngoài của làn da. Chị có biết là lý do tại sao em đến đây muốn gặp chị để tìm hiểu về một sản phẩm mà từ bữa tới giờ cộng đồng mạng rất là xôn xao, chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ có thể làm giảm sưng mụn, nếu như làm theo cách của sản phẩm chỉ dẫn thì có thể là sẽ giảm hẳn mụn ngay trong ngày đầu tiên luôn. Đó là cái sản phẩm mới nhất và hiện nay cũng đang làm mưa gió trên thị trường mạng, thị trường online rất là nhiều. Thực ra thì mụn nó không phải là vấn đề lớn trên toàn gương mặt, nhưng mà nó nổi lên ở một vị trí nào đó thì cảm giác rất là khó chịu, đúng không ạ? Công nghệ mới nhất của Murad như bạn vừa nói đó, có khả năng làm giảm viêm sưng mụn, giảm kích thước mụn, và có khả năng nếu như cơ chế làn da hấp thụ tốt, sau một ngày có thể nó biến mất hoàn toàn cái nốt mụn đó. Và cái sản phẩm mới điều trị mụn, tên của nó là Rapid Relief Acne Spot Treatment. Việc điều trị mới cho một tốc độ rất là nhanh và cho phép làm giảm ngay cái độ sưng, cái độ to của cái đốm mụn ở trên bề mặt da. Thật ra thì sau 15 phút là mình đã cảm nhận được ngay, khi mà mình vừa thoa lên da, mình chấm lên đúng cái nốt mụn đó, 15 phút sau là bạn cảm nhận là nó sẽ không có phải sưng tấy như lúc trước nữa. Và sau 1 giờ, sau 2 giờ, sau 3 giờ và nhiều nhất sau 4 giờ thì có thể nói là cái nốt mụn nó giảm tới khoảng tối đa 97%. Và cái kích thước mụn giảm đáng kể, đương nhiên là sẽ tùy theo mỗi người. Phương pháp sử dụng sản phẩm này như thế nào, có dễ không chị? Những chỗ mà bạn bị mụn, nó có cái đỏ nè, nó có thể viêm sưng mủ lên nè, bạn chỉ cần mở nắp ra, chấm một điểm thật là nhẹ vào đúng cái đầu của cái chấm mụn đó, và như vậy là việc của bạn đã xong. Hãy để cho những thành phần, hãy để cho những công thức hoạt động ở trên sản phẩm mà bạn không cần phải làm gì cả. Và nhớ là tuyệt đối đừng chấm vào những nơi không có mụn. Bởi vì với cái chức năng hoạt động rất là đặc biệt của nó, chỗ nào bạn chấm vào không có mụn á thì nó sẽ nguy hiểm cho da đấy. Nếu như là bị mụn bọc á chị, thì nó nằm ẩn ở trong da thì mình sẽ chấm theo cách nào ạ? Chúng ta sẽ chấm trực tiếp vào trên cái vết mà bạn đã thấy là có mụn, dù rằng là cái cục mủ đó nó chưa có trồi lên. Cái cục mụn của bạn nó đang sưng, đang đỏ, đang viêm thì bạn chấm lên trên đó.
hoặc là những cái nốt mụn nhỏ hơn, những nốt mụn hơi ẩn ở bên trong mà bạn rờ lên da, bạn sờ lên, bạn cảm thấy là nó đã hơi có gồ lên, thì bạn chấm rất nhẹ. Và nhớ được rằng là cái diện tích bạn chấm cái sản phẩm này dứt khoát phải nhỏ hơn so với diện tích của cục mụn. Nếu như mà những bạn mà có mụn cũng khắp mặt đó chị, không thể nào chấm li ti như vậy rồi, thì mình có thể thoa đều không chị? Với sản phẩm mới Rapid Relief Acne Spot Treatment này thì nó lại cho phép cái điều đó diễn ra chỉ duy nhất với một trường hợp. Đó là một số bạn có cái làn da dày, không nhạy cảm và đang trong cái độ tuổi bùng phát mụn ở tuổi dậy thì. Thì sau khi các bạn rửa sạch xong, và đương nhiên trong sữa rửa mặt nó phải có thành phần diệt khuẩn, sau đó các bạn sẽ thoa được phép một lớp rất mỏng và thoa đều hết lên trên cái vùng đó. Và đương nhiên bên trên nó sẽ cần một cái bước gọi là bước số 3 của Murad. Nó sẽ có chức năng là cung cấp cái độ ẩm, giữ cái độ ổn định ở trên này bề mặt da. Thì như vậy là các bạn có thể hoàn toàn xong một cái bí kíp vô cùng đặc biệt cho làn da mụn của mình rồi. Nếu như mà tình trạng mụn nó vẫn còn thì mình có nên sử dụng thêm kiểu như là mỗi ngày một lần? Một ngày chúng ta có thể sử dụng tối đa là 3 lần. Buổi sáng và buổi tối có thể sử dụng 2 lần nếu đối với trường hợp mụn hơi to, chưa thể nào xẹp xuống hẳn 100% sau 4 giờ đồng hồ thì chúng ta có thể dùng 1, 2 đến 3 ngày. Sáng một lần, tối một lần, hoặc là buổi trưa một số người là cái mụn mình sẽ sưng rất là to thì buổi trưa mình vẫn có thể chấm thêm một cái lớp rất mỏng lên. Và điểm đặc biệt riêng với Trúc thôi sẽ thuận tiện vô cùng là dù Trúc đang có make up vẫn có thể sử dụng được. Sao chị biết em sắp hỏi chị điều đó? Em đang hỏi là trong khoảng thời gian đó thì mình có phải make up hay không, thì đa số bác sĩ chuyên gia đều khuyên mình là không được make up. Riêng với thế hệ mới này thì bạn có thể thoa trước khi bạn make up, ví dụ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, 30 phút để cho nó đủ thấm vào trong da, nó hoạt hóa vào trong da rồi, sau đó bạn make up rất là bình thường. Và trong khi bạn make up, bạn sẽ cảm nhận được rằng nếu nốt mụn đang trong giai đoạn là giảm xuống thì bạn không cần phải thoa thêm. Nhưng nếu bạn đang trang điểm mà cái nốt mụn nó có chiều hướng nó sưng to hơn do cái tác dụng phụ của make up, bạn vẫn có thể chấm lên trên cái nốt mụn đó, nó vẫn sẽ hoạt hóa vào trong da, dù rằng nó chậm hơn một chút so với khi thoa trực tiếp nhưng mà vẫn có hiệu quả. Cho nên là an toàn và tiện lợi cho nhiều đối tượng, trong đó nhất là những đối tượng mà sẽ phải đối diện với công chúng nhiều giống như Thanh Trúc. Thanh Trúc cũng mong là quý vị khán giả sẽ hiểu rõ về thông tin của sản phẩm để sắp tới chúng ta sẽ làm việc và tự tin nhiều hơn trước mọi người. Xin chào tất cả quý vị và khán giả, cũng như những thông tin thực tế mà chương trình Bác sĩ của mọi nhà vừa gửi đến thì quý vị cũng đã hiểu rõ về những cách điều trị mụn như thế nào. Thì hôm nay Thanh Trúc rất là hân hạnh mời đến trường quay hai vị khách mời rất đặc biệt. Xin chào bác sĩ da liễu Nguyễn Xuân Quang, giám đốc trung tâm sức khỏe da liễu MD Medical. Và đây là chị Daisy Dung, giám đốc chuyên môn đến từ Murad Việt Nam. Dạ, thưa bác sĩ, hiện nay tình trạng mụn trứng cá ở Việt Nam của mình đang là một khó khăn để mà xử lý. Bác sĩ có thể cho Thanh Trúc và quý vị khán giả biết là nguyên nhân và lý do tại sao mụn trứng cá lại có thể lan tràn như vậy? Cái lý do mà mụn trứng cá càng ngày nó càng phức tạp, nó liên quan đến rất nhiều các cái thói quen cũng như cái nhóm tư duy của bệnh nhân. Mọi người không xác định được là họ đang bị làm sao. Thứ hai là họ sẽ chưa tìm được cái con đường là xử lý nó ngay, và người ta tự ý xử lý nó. Trong y khoa thì cái vấn đề điều trị mụn nó cũng không quá là khó. Nó có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mụn. Thứ nhất đó là liên quan đến cái tăng tiết bã. Cái việc tăng tiết bã từ phía trong cơ thể lên thì nó thường liên quan đến nhóm hormone và lứa tuổi. Thì ở cái độ tuổi dậy thì các bạn hay bị có mụn, thì các bạn ấy tự điều trị, tự tác động làm cho tình trạng mụn nó trở nên phức tạp hơn. Và khi phức tạp hơn rồi thì họ mới bắt đầu đi tìm kiếm đến bác sĩ. Nguyên nhân thứ hai lên mụn đó là làm viêm cây nang lông. Có nghĩa là khi tiến bã tăng lên thì gặp vi khuẩn, và cái vi khuẩn đó nó làm cho tình trạng bạn bị lên những mụn viêm. Và những cái mụn viêm đó bạn không biết cách xử lý nhanh thì nó dẫn đến biến chứng là tạo sẹo. Nguyên nhân thứ ba có thể làm cho cái tình trạng mụn nó xuất hiện đó là nó làm sừng hóa cái cổ nang lông. Ngày xưa khi chúng ta lớn lên, mới lên thì cái lỗ chân lông nó nhỏ thôi. Nhưng khi bắt đầu tiến bã nó tăng tiết lên, cái cổ nang lông nó bị sừng hóa, nó làm cho cái lỗ chân lông của bạn nó to. Khi lỗ chân lông to chúng ta nhìn vào nó bị thô, và chúng ta muốn đi tìm kiếm các giải pháp. Đó chính cái việc đó tìm kiếm mà chúng ta không biết cách xử lý. Khi mà bị mụn thì
tự bản thân của mỗi người đó sẽ tự điều trị, chứ không có đi đến bác sĩ da liễu để gặp, để mình xem coi là tình trạng mụn đã đến lúc nào rồi. Thường phải tìm đến những sản phẩm qua từ bạn bè, qua từ trang mạng. Em không biết là phải chọn một cái loại nào nó tốt nhất cho cái loại mụn của mình. Bất kỳ sản phẩm nào khi đã được thiết kế ra, đưa ra trên thị trường, nó đều có tốt cho người tiêu dùng cả. Khi mà bị mụn, dứt khoát là trong sản phẩm, mỹ phẩm hoặc cái giải pháp nào bạn sử dụng, cái chuyện đầu tiên là phải có diệt khuẩn. Thứ hai nữa, đó là củng cố cái sức khỏe của da. Bởi vì khi đó là da bạn yếu cho nên mới bị vi khuẩn tấn công vào. Vậy lúc đó ngoài việc diệt vi khuẩn bên ngoài, bạn cần củng cố sức khỏe của cái làn da bên trong. Và cuối cùng, cho làn da bạn cái cơ hội để không bị vi khuẩn tấn công tiếp tục. Khi đó thì làn da bạn vừa khỏe hơn nè, vừa hết vi khuẩn nè, và nó không có cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vô trong nữa, thì có thể là bạn sẽ hết mụn được. Chị vừa nói là mình phải diệt khuẩn. Đúng rồi. Thì diệt khuẩn bằng cách nào ạ? Khi nó chưa viêm thì chúng ta phải tìm kiếm cách xử lý ngay lập tức. Thứ nhất là bạn phải học được cách chăm sóc da. Bởi vì chăm sóc da không ai dạy bạn cả. Nhưng nếu như chúng ta mà cứ tự học ấy, thì thường là nó không hợp với bản thân mình. Kể cả đối với một bạn chưa có vấn đề về da, bạn cứ đến gặp một bác sĩ chuyên gia về da, bác sĩ sẽ dạy cho bạn cái cách chăm sóc da cho cái làn da của bạn. Cho nên giai đoạn đầu bạn phải tìm kiếm hoạt chất phù hợp. Không thể dùng những hoạt chất quá mạnh hoặc là chưa chuẩn, nó có thể làm cho bạn kích ứng và lên viêm. Còn khi viêm rồi thì trả lời như này, chúng ta nên dẫn nó ra, hoặc chúng ta sẽ sử dụng một số nhóm thuốc để ức chế viêm, hoặc là chúng ta sẽ dùng những hoạt chất bôi phía ngoài để tiêu diệt viêm. Và đặc biệt nhấn mạnh với các bạn không nên tự nặn mụn, không sờ, không cậy và không nặn. Và một những cái kinh nghiệm mà tôi làm đó là các bạn hạn chế soi gương. Nó làm cho chúng ta căng thẳng hơn, stress hơn. Khi stress hơn làm hormone thay đổi hơn và cái bã các bạn tăng tiết hơn, tạo nhiều cơ hội hơn cho vi khuẩn nó phát triển. Bác Hoàng có thể cho quý vị khán giả biết được là phương pháp nào để điều trị mụn một cách tốt nhất? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định được nhóm nguyên nhân vì sao bị mụn. Thì thường là liên quan đến nhóm ăn uống của các bạn. Chúng ta ăn uống không hợp lý, nó dẫn đến câu chuyện làm có hệ bài tiết của chúng ta nó gặp vấn đề và nó sinh lên mụn. Nguyên nhân thứ hai nó liên quan đến các cái vấn đề chăm sóc da từ phía ngoài. Thứ ba là liên quan đến các cái câu chuyện về lối sống. Thường là chúng ta sắp xếp cuộc sống nó không hợp lý, có những cái thói quen không đúng trong cái vấn đề chăm sóc cái làn da bị mụn, làm cho tình trạng mụn nó nặng hơn. Và khi nó nặng hơn thì nó làm cho các bạn cảm thấy stress hơn. Càng stress hơn nó càng lên mụn hơn. Một số những cái kỹ thuật cũng như là các cái sản phẩm chăm sóc ở nhà của bạn cho nó phải thật chuẩn thì nó mới giúp được cái làn da của bạn. Chứ bạn đừng cố gắng đi tìm kiếm những cái thứ theo người này hợp với người này hợp với, nhưng chưa chắc đã hợp với bạn. Và nó có thể làm cho tình trạng của bạn nó nặng nề hơn. Cũng như bác sĩ chia sẻ vừa rồi thì phải chọn những sản phẩm nào có những thành phần hay hoạt chất mà làm cho da của mình nó không bị mụn nữa. Thì em biết cụ thể hơn được không ạ? Tế mà nói đa phần mụn là do những cái thói quen không đúng. Các bạn chỉ cần điều chỉnh những thói quen đó, các bạn sẽ giảm mụn đáng kể rồi, đúng không ạ? Còn ngoài ra khi đã bị mụn thì như lúc nãy tôi đã nói đó, dứt khoát trong sữa rửa mặt phải có thành phần BHA, cụ thể hơn là salicylic acid. Và đồng thời salicylic acid nan nén có nghĩa được rằng nó đặc biệt ở chỗ là cứ sau 2 tiếng đồng hồ thì lại phóng thích thêm một cái lượng salicylic acid nữa. Cứ 2 tiếng đồng hồ thì nó lại diệt khuẩn thêm một lần. Thì đảm bảo trong 8 tiếng đồng hồ em sẽ sạch được đến 99,99% vi khuẩn. Thì hiện nay trên thị trường và trong cái công nghệ nghiên cứu nó ra thêm một cái phức hợp mới. Phức hợp từ cỏ xạ hương và tinh dầu tràm. Nó sẽ cho phép thẩm thấu và xuyên qua cái ổ mụn gồm có bã nhờn, gồm có da chết, gồm có vi khuẩn bên trong, và nó cho phép tiêu hóa hoàn toàn cái cục mụn, cái nhân mụn đang có ở đó mà làn da không hề bị viêm, không hề bị sưng tiếp và đồng thời lại rất êm. Tiếp theo đó thì ngoài cái việc khi mà đã đang đánh cái vi khuẩn mụn bên trong, chắc chắn cái làn da em nó sẽ hơi bị rát, hơi bị đỏ, hơi bị khó chịu, căng thẳng chút xíu, thì phải nên tìm sản phẩm nó có chứa luôn cái thành phần từ bột yến mạch. Thì cái thành phần đó nó sẽ giúp làm dịu đỏ và làm làn da em rất là mượt. Thì đồng thời cùng một lúc phải có nhiều công dụng. Diệt khuẩn, làm tiêu hủy ổ mụn và tự tan biến đi, làm dịu bề mặt da, và đồng thời nó phải tăng độ ẩm, tăng cái độ miễn dịch của da, cái sức khỏe của da lên tối đa.
cùng trong một công dụng như thế, làn da chúng ta sẽ giảm hết mụn và sẽ biến mất ngay như là chưa hề bị mụn. Có rất nhiều khán giả đã gửi thư đến cho chương trình Bác sĩ của mọi nhà để xem chương trình có những giải pháp nào tốt nhất cho các bạn. Em tên là Uyên Vi, năm nay em học lớp 11, sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Lúc còn học trung học cơ sở, da em thì không hề bị mụn. Nhưng khi lên lớp 10, da em bắt đầu xấu đi. Ban đầu nhiều đốm mụn nhỏ và bây giờ trở thành mụn bọc to. Nói thật là con gái của em vô cùng mất tự tin trước mặt mọi người. Em được bác của em chỉ dùng củ riềng ngâm rượu. Sau 3 tháng, ngâm xong thì dùng cái chất đó để rửa mặt rất thường xuyên thì sẽ hết. Xin hỏi bác sĩ cách này có đúng không? Vì em rất sợ dùng mỹ phẩm, bản thân không tin vào các loại mỹ phẩm bán ở ngoài. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em loại mỹ phẩm nào với thành phần ra sao thì em dùng mới tốt. Em cảm ơn bác sĩ. Thì chúng ta biết rằng là đến cái độ tuổi dậy thì cái hormone trong cơ thể chúng ta nó cần điều chỉnh để nó có thể chuẩn bị cho tương lai của các bạn. Và một trong những cái dở của nó là làm cho các bạn hay bị lên mụn. Thì cái câu chuyện mà khi nó bị lên ngay từ lúc đang nhỏ là chúng ta xử lý luôn. Đó, bằng cái việc là chúng ta phải biết cách làm sạch đúng và chúng ta phải bôi một số hoạt chất để nó tiêu đi cho. Chứ chúng ta đừng để nó lên viêm rồi. Đối với bạn này nó đang lên viêm thì tôi khuyên chân thành là có hai cách. Cách thứ nhất là bạn phải dẫn nó ra, dẫn cái viêm này ra. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng một số hoạt chất tiêu viêm. Chứ chúng ta đừng dùng những biện pháp dân gian hay là nghe người này người kia. Tốt nhất là bạn nên gặp đến cơ sở y tế hoặc là chuyên gia về cái vấn đề lĩnh vực về da này thì người ta sẽ giúp cho bạn xử lý đúng tại cái điểm đó. Và một lời khuyên của tôi đó là bạn đừng nên can thiệp vào hormone. Bạn hãy dùng lối sống, dùng ăn uống để chúng ta điều chỉnh hormone đấy. Chứ còn chúng ta dùng các loại hoạt chất thuốc để chúng ta ức chế vào thuốc vào cái hormone đó, nó thuộc nhóm nguyên nhân ấy, thì bạn sẽ bị phụ thuộc vào cái chất đấy. Vậy còn ý kiến của chị thì sao ạ? Khi các bạn bước qua tuổi dậy thì các bạn cần ít nhất một sản phẩm, đó là dùng để rửa sạch. Bởi vì làn da khi chưa dậy thì và làn da dậy thì hoàn toàn khác nhau. Khi các bạn còn trẻ, các bạn rửa bằng nước thường sẽ sạch da hết rồi. Nhưng khi các bạn qua vào cái độ tuổi dậy thì lúc đó làn da chúng ta bắt đầu có tiếng bã nhờn hoạt động. Vì vậy, nước bình thường sẽ không giúp rửa sạch hết cái lượng dầu ở trên da. Và đó chính là cái điều kiện hấp dẫn cái con virus gây mụn nó đến và nó sinh sôi, nó nảy nở, nó gây nên mụn. Cho nên các bạn sẽ cần cái sữa rửa mặt đúng chất, như tôi nói, có chứa cái acid BHA, gọi là cái salicylic acid, để giúp làm sạch cái làn da của mình đi. Và với tình trạng của bạn Uyên Vi thì hiện nay là tình trạng mụn của em đã hơn một năm rồi. Thế thì ngoài việc làm sạch hàng ngày, em cần diệt khuẩn, em cần tiêu hủy đi những cái mụn đang có, và đồng thời em cần ổn định cái cấu trúc da hiện nay đang có mụn để đảm bảo được rằng sau giai đoạn mụn này em sẽ không có bị để sẹo lại. Rõ ràng là với trường hợp này có thể hoàn toàn hết hẳn nếu như em chọn đúng cách. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Thay mặt cho chương trình Bác sĩ của mọi nhà, Thanh Trúc rất cảm ơn những tình cảm quý báu của khán giả đã dành cho chương trình suốt thời gian qua. Và Trúc hy vọng là sắp tới đây thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình và sẽ gửi câu hỏi về hộp thư thoại. Chương trình Bác sĩ của mọi nhà amoc@gmail.com, số điện thoại hotline 0888-123-246 hoặc 1900-63-345, Facebook Bác sĩ của mọi nhà. Và quý vị đừng quên rằng chương trình sẽ được phát sóng vào 9 giờ 40 phút sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Giải pháp giảm mụn trong 4 giờ, Rapid Relief Acne Spot Treatment, nốt mụn sẽ nhỏ đi, dịu đỏ, giảm viêm tức thì. Trả lại cho bạn một làn da sáng sạch hoàn hảo mà còn ngăn ngừa mụn về sau.